Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn rầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Chờ Chúa đến. Khởi đầu mùa vọng, chúng ta được nghe mặc khải của Chúa Giêsu về việc Người sẽ ngự đến lần thứ hai, ngự đến trong vinh quang. Đó là sứ điệp đầy hy vọng cho chúng ta. Chúng ta sắp được cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta không biết ngày nào Chúa đến. Có thể là chính hôm nay, ngày mai, hoặc lâu hơn nữa. Chắc chắn Chúa sẽ quang lâm vào ngày tận thế. Nhưng Người có thể đến với mỗi người chúng ta khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Vì thế, Chúa dạy chúng ta phải sẵn sàng đón chờ giây phút ấy, phải tỉnh thức và cầu nguyện, để khi Chúa đến, chúng ta không sợ hãi, nhưng vui mừng và đứng vững trước mặt Người. Xin Chúa giúp ta biết tận dụng thời gian hồng phúc của mùa vọng này để canh tân đời sống đức tin, củng cố niềm hy vọng, sống tình bác ái yêu thương, hầu vui mừng đón nhận ơn cứu độ Chúa ban trong ngày cánh chung. Amen.